hai mẹo chữa đau lưng dưới gần mông bằng nhiệt hiệu quả tại nhà. Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video chia sẻ hữu ích cùng An Cốt Nam. Quý vị thân mến, nhiệt trị liệu là một phương pháp điều trị của vật lý trị liệu được ứng dụng trong điều trị bệnh về xương khớp và cuộc sống. Phương pháp này sử dụng các tác nhân gây nhiệt để mang lại hiệu quả điều trị. Tùy theo nhiệt độ của tác nhân gây nhiệt, chia thành hai loại, nhiệt nóng và nhiệt lạnh. Hiện nay dùng nhiệt được coi là phương pháp an toàn và hỗ trợ giảm đau đặc biệt hiệu quả trong trường hợp đau lưng dưới gần mông, đau thần kinh tọa. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu cùng các bạn hai phương pháp sử dụng nhiệt giảm đau lưng an toàn và tốt nhất hiện nay. 1. Dùng nhiệt lạnh. Nhiệt lạnh được chỉ định trong các chứng đau cấp, đau sau chấn thương, các cơn đau lưng cấp tại chỗ âm ỉ hay dữ dội. Nhiệt lạnh có tác dụng hạn chế xuất huyết, phù nề ở nông, hạn chế viêm cấp, giảm đau trong một số trường hợp tổn thương thần kinh ngoại vi, đau co cứng cơ. Bạn có thể chườm lạnh theo phương pháp sau trong trường hợp đau lưng cấp. Dùng một miếng dán lạnh hoặc có thể dùng túi chườm vải, bỏ đá vào bên trong, bọc qua nhiều lớp, sau đó chườm lên vùng lưng bị đau trong thời gian 20 phút, sau đó nghỉ 20 phút, cứ xen kẽ như thế cho đến khi hết lạnh. Phương pháp chườm này giúp giảm đau, giảm viêm do chấn thương chỉ sau 24 đến 48 giờ. 2. Dùng nhiệt nóng. Phương pháp dùng nhiệt nóng có tác dụng giãn mạch, làm tăng cường tuần hoàn, giảm co thắt, giảm đau, tăng cường dinh dưỡng và chuyển hóa tại chỗ. Từ đó có tác dụng giảm đau đối với các chứng đau lưng, đau thắt lưng hoặc đau xuống gần mông mãn tính. Khi nhiệt lượng vùng đau lưng tăng lên, lưu lượng máu cột sống cũng tăng lên, vết thương mau lành hơn. Một số phương pháp chườm nóng có thể áp dụng cho bệnh nhân đau lưng dưới kể đến như chườm thảo dược, gồm các thảo dược có tính cay nóng, thơm như ngải cứu, gừng, lá lốt. Với cách này, các cơn đau lưng sẽ nhanh chóng biến mất nhờ cả nhiệt nóng và tinh chất thảo dược. Túi nước là phương pháp đơn giản nhất, có thể sử dụng các túi sẵn có, đổ nước ấm 40 đến 54 độ C vào túi, bịt miệng túi rồi chườm đắp lên chỗ đau. Tắm hoặc ngâm nước nóng. Ngâm tắm nước nóng toàn thân, ngoài tác dụng toàn thân như cải thiện chức năng tuần hoàn, hô hấp, thư giãn thần kinh, thư giãn cơ, còn là một biện pháp có hiệu quả trong điều trị các chứng đau mãn tính ở nhiều vị trí trong cơ thể như viêm đa dây thần kinh, viêm đa khớp, đau lưng. Trên đây là hai phương pháp dùng nhiệt để trị đau lưng dưới gần mông tại nhà đơn giản và hiệu quả. Để biết phương pháp nào phù hợp nhất với tình trạng bệnh của mình, quý vị và bà con có thể liên hệ với Zalo cá nhân của chuyên gia xương khớp bác sĩ Nguyễn Bá Vững hoàn toàn miễn phí. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của chúng tôi.